bản Tonsen. Cái kẹp này là kẹp 6 inch nha. Kẹp này là 6 inch, có giá là 45 ngàn. À, hàng công nghiệp rất là đẹp. Cái này kẹp rất là chắc nha mọi người. À, đó. Nhà mà chúng ta có nhu cầu cần kẹp gì đó thì chúng ta cần kẹp. À, rất là chắc. Ngàm mà ra được khoảng 6 inch ha. 6 inch. Đó. Rất là lớn. À, đây. Rất là lớn. Rất là nặng luôn, nặng tay lắm. Kẹp để không nổi luôn, nặng tay. Nha. Làm rất là đẹp, cầm rất là vừa tay nha mọi người, cầm rất là vừa tay. Thì các anh chị nào có nhu cầu thì xài cái kẹp này đó thì cứ liên hệ với tôi theo số điện thoại bên trên ha. Kẹp này 6 inch. Rồi, cảm ơn mọi người. Xin chào.